Chào mọi người. Men, chị Châu. Men, Men, có khỏe rồi sao? Chúng tôi tưởng đâu cô không tới chứ. Nếu cô thấy chóng mặt á, nhớ nói với chúng tôi nha. Chóng mặt quá đi, có đồ ăn chưa, đói bụng lắm rồi. Có cánh gà gì đó, viên chiên hay là dồ trường gì đó không? Cô chờ chút đi, bây giờ lửa còn chưa có, cô đói bụng á, thì ăn mì ly trước đi ha. Hả? Có nhầm lẫn không? Lặn lội đường xa tới đây kêu tôi ăn mì ly. Không phải đâu, cô đợi thêm chút đi, sắp nhóm xong rồi. Nè, ở đây cũng đẹp lắm. 1, 2, 3, 4 nè, chúng ta có 5 lều trại, vậy có đủ cho mọi người ngủ không? Lý nào không đủ cho ngủ chứ. Tôi cùng Matthew, anh Nghĩa, anh Đường một lều. Tôi cùng cục đá Thomas và Điết một lều. Tôi và cô và kia cô cùng một lều. Anson ngủ một mình, hai vợ chồng anh An ngủ một lều, vừa đủ số rồi. Hả? Tức là ba người chúng ta ngủ một lều sao? Có đủ chỗ ngủ không? Chơi chợt sao? Vậy ngủ chung lều với Anson đi. Tôi sao cũng được. Ê, thôi đi, về nhà gặp suốt ngày rồi. Nè, có đồ ăn chưa? Đói bụng quá. Sao mấy cái lò này khó nhóm quá vậy? Trước giờ nướng thức ăn khó nhất là nhóm lò đó. Kiên nhẫn chút đi. Xong rồi, có thể lấy đồ nướng rồi. Yes. Mà hai anh Sơn bình thường hiếm khi làm việc, sao nhóm lửa giỏi dữ vậy ta? Nhóm lửa có kỹ thuật đó, giữa than và than không thể để sát quá, để lại cái khe mới cháy được chứ. Giỏi thiệt nha, sao cô nghiên cứu vậy? Chồng tôi dạy tôi thôi. Anh còn dạy tôi rất nhiều kiến thức giả ngoại, kỹ năng sinh tồn. Cho dù là ở quần đảo cô không sợ, anh còn nói. À, không nói nhiều nữa, để tôi nhóm lửa giùm mọi người. Ủa, hay quá, cảm ơn. Wow, cậu. Xin lỗi mọi người nha, tôi tới trễ một chút. À, không liên quan đến ảnh, tại tôi tăng sở trễ thôi. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là vợ của tôi, Tô Duyệt Duyệt. Chào chị. Nè nè, lều thứ ba là lều của hai người, để đồ trước đi. À, cũng được. Chị An cũng đẹp thiệt ha. Cô đợi anh An tới rồi mới nói đi, cho anh đắc thắng một chút. Nè, thật ra nướng thức ăn cũng đâu cần nhiều người như vậy. Hay là chúng ta ra bờ biển chơi đi. Nè, Danny, Alan, chúng ta ra bờ biển chơi đi. Đi đi. Tôi mới làm xong xiên này. Trời ơi, đi đi. You know that my team's strong. They never do me wrong. Just to be honest, we get in the dollars, but I'm more concerned with the knowledge. We run in the stampede. You suckers are antique. I beat you up till my hands bleed. Put in the work that the plan need. Nào, tạo động tác ăn ý trước đi. Đúng rồi, chính là cái này. Wow. Dùng có đẹp không vậy? Không đẹp cũng phải làm cho đẹp nha. Yên tâm đi sư mẫu, chị có đẹp không? Đẹp tới nỗi hãy tung lên mạng, chắc chắn mọi người sẽ like tới bùng nổ. Ơi, biết nói lắm, đã nói em đẹp rồi mà. Dụ ngọt quá đi. Chị à, chị là người mẫu hả? Sao biết cách tạo dáng vậy? À không phải, lúc trước tôi làm văn phòng, nhưng gần đây chuyển công ty làm đầu tư. Đầu tư? Phải thi nhiều bằng lắm đó. Đâu cần tôi thi, đồng nghiệp ở công ty của tôi họ chuyên nghiệp lắm. Họ lên sẵn các kế hoạch, còn tôi phụ trách tiếp thị. Công việc của tôi cũng không ổn định lắm, cũng định đi học đầu tư. Nếu như muốn học, hay là cậu kiếm được thùng vàng đầu tiên trước đi. Công ty của tôi có tỷ suất hoàn vốn cao lắm. Nè, tôi có thể giúp cậu lập một tài khoản mới, 3 tháng đầu có thể miễn tiền thủ tục. Công ty của Duyệt Duyệt thật sự tốt lắm. Ừ. Chúng tôi mới đầu tư 1 tháng thôi, đã kiếm được 20% rồi đó. Wow, nhiều vậy. Giận lắm. Nồi lớn như vậy là cái gì vậy? Chè đậu đỏ anh Phong. Chè đậu đỏ sao? Vậy cho tôi một chén đi. Nhanh lên đi. Từ. Hiệu ứng Mandela. Wow, thắng rồi. Con người của tôi không có tính kiên nhẫn. Hay là anh nói tôi biết, thật ra anh là loại người gì đi? Cô biết tôi lâu hơn, cô sẽ biết tôi không phải loại người đó. Tôi nghĩ anh biết tôi lâu hơn, anh sẽ biết tôi không phải loại người như anh nghĩ đâu. Có bộ tôi phải thay đổi thói quen của tôi, phải làm quen không ăn cơm một mình. Vậy thì tôi phải chúc mừng anh trước, bởi vì sắp tới quỹ tài trợ còn nhiều chi tiết cần phải bàn. Ngày nào chưa vào nền nếp, ngày đó tôi vẫn phải bám theo anh hồi họp ăn cơm với tôi. Vậy tôi lại có cớ lần sau tiếp tục hẹn cô. Muốn hẹn tôi ăn cơm không cần phải viện cớ.
về rồi xong. Ừ. Nửa đêm con lôi hết đồ ra làm gì? Đi cắm trại à? Woody kêu con làm thôi. Bác nói cùng ba đi cắm trại. Bác gặp Anson, Anson kêu bác đi chung. Bác nói ba đồng ý mà. Đúng là ba có đồng ý. Nhưng mà không nói chừng nào đi. Không sao, chuẩn bị sẵn cũng được. Alo, hình thì con làm xong rồi. Bây giờ con gửi cho bác. Được rồi, đợi chút. Con lên phòng nha. Hôm nào anh cũng vô coi thử. Tôi cũng muốn coi thử Thạch Ngạo Sơn sáng sớm thức dậy có phải giống như vậy không? Anh Thạch, Hạ Chính Lam liên lạc với tôi, nó có chuyện muốn tìm anh. Con đường này, từ lúc anh hai học giỏi cho tới giờ đều không thay đổi. Câu sai rồi. Sạp báo đầu ngõ không còn. Tiệm trà đối diện đã sang tay mấy lần. Cô quẻ có thêm một làng bộ hành. Tiệm hớt tóc trên lầu đổi thành tiệm xăm mình. Cái không thay đổi chỉ có Gavin này của tôi. Cái không thay đổi chỉ là mùi chua của mồ hôi ở đây. Mùi gì mà dẫu quán nào cũng có cả. $600,000. Trong điện thoại của tôi có 420,000. Đã tính luôn lạm phát rồi. Bài toán cậu tính như vậy tôi thì không. Tôi nhất định quản lý tốt vào quán. Sau này kiếm được tiền trả lại gấp đôi. Năm xưa tôi mượn của cậu 300,000. Tôi đã nói sẽ trả lại gấp đôi. Đây là 600,000. Không hơn không thiếu. Bắt đầu từ hôm nay tôi và anh không ai nợ ai. Tạm biệt. Không cần ở lại ngắm thêm một lát sao? Sau khi nhận chi phiếu này, từ nay nơi này không có phần của cậu Hy nữa. Nó hoàn toàn là thuộc về tôi. Lần trước tôi đi chơi dù lượn, lúc trước tôi thường cảm thấy mặt đất nơi chúng ta đứng rất rộng. Nhưng mà khi anh bay lên bầu trời rồi, anh sẽ phát hiện ra bầu trời còn lớn hơn nhiều. Con người rất nhỏ bé. Tôi nói thật đó. Bắt đầu từ hôm nay, tôi và anh không ai nợ ai. Tạm biệt. Anh thì tiến lên được rồi. Vấn đề chỉ là bấy lâu em luôn quen, người luôn bên cạnh nhưng thầy thẫn em là anh thôi. Thật ra đóng vai người xấu vui lắm hả? Để người ta biết anh là người tốt sẽ rất khó xử sao? Ok, tôi rút lại câu nói vừa rồi của tôi. Anh không phải đóng vai người xấu. Tôi xấu thật chứ gì?